Thưa quý vị, mới đây thì nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã ban hành kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc cũng sẽ trấn áp tội phạm trên toàn quốc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó thì phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trong đó thì có xử lý nghiêm tài xế sử dụng ma túy, nồng độ cồn khi lái xe. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kênh VTC9. Thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km 6+000 cao tốc Hà Nội Lào Cai, lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã thực hiện test ma túy, nồng độ cồn tại chỗ đối với nhiều phương tiện lưu thông trên cung đường trên. Các tài xế đều hợp tác thực hiện để lực lượng chức năng kiểm tra. Tôi nghĩ là cái như là kiểm tra như là tốt thôi, bởi vì là thực sự là trên đường ấy nó cũng xảy ra những rất nhiều vụ coi như là nó cảm thấy thương tâm. Thế đâm ra là có những cái chương trình này cũng là rất là hay. Còn lúc nếu mà bình thường thì có thể là gặp gỡ nhau thì cũng có chén rượu chén trà gì thì nó không, cũng không phải là trên trong vô lăng. Tay lái. Đối với tiêu chí lái xe thì nguyên tắc thứ nhất là bia rượu là tuyệt đối không được dùng, và ma túy thì càng tuyệt đối, bởi vì khi mà ngồi lên vô lăng ôm tay lái còn bao nhiêu mạng sống của hành khách ngồi trên xe rất quan trọng, bởi vì bây giờ tai nạn rất là nhiều mà chủ yếu là nồng độ và ma túy. Trong đợt 1 cao điểm từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2019, thiết bị test ma túy bằng nước bọt đã được áp dụng. Với thời gian mất 5 phút thì cho kết quả, lực lượng công an đã lập biên bản hơn 186 trường hợp vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm, tước giấy phép lái xe 33 trường hợp. Cái đợt cao điểm này thì là đặc biệt chú ý về hai cái hành vi chính gây tai nạn giao thông là sử dụng chất ma túy và nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt nguy hiểm là khi lưu thông trên cái tuyến cao tốc thì là cái tốc độ cho phép là rất cao, nên là những cái hành vi đấy là cực kỳ gây nguy hại cho giao thông. Thì trong cái đợt vừa qua thì đơn vị đã từ ngày ra quân từ ngày 1 tháng 12 thì đơn vị đã xác lập được 7 trường hợp là sử dụng rượu bia trong khi lái xe. Và đặc biệt nguy hiểm là trong cái đợt cao điểm đấy thì ra quân thì đã phát hiện được 2 trường hợp lái xe tải có dương tính với ma túy. Cuối năm cũng là dịp gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển pháo trái phép. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã bắt giữ xử lý nhiều phương tiện chở hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Sau khi phát hiện ra những trường hợp sử dụng nồng độ cồn, rượu bia và dương tính ma túy thì đơn vị lập tức là xác lập hành vi vi phạm bằng biên bản và thông báo cho người vi phạm là sau một tuần thì sẽ đến xử lý tại đơn vị, và đồng thời là niêm phong và xe và tạm giữ phương tiện. Trong thời gian tới đơn vị cũng tích cực và chủ động trong mọi công tác nghiệp vụ và thường xuyên phối hợp với các ban ngành, vừa làm công tác tuyên truyền vừa làm công tác phòng ngừa, và đặc biệt là triển khai 100% quân số để đảm bảo an toàn cho dịp Tết lưu thông trên tuyến. Trong đợt 2, lực lượng chức năng thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trong đó có xử lý nghiêm tài xế sử dụng ma túy, nồng độ cồn khi lái xe.